Cháy lớn làm ít nhất 19 người thiệt mạng ở New York. Đám cháy bùng lên tại một tòa nhà 19 tầng ở quận Bronx của thành phố New York làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do một máy sưởi bị hỏng. Ngọn lửa bùng lên tại một căn hộ thâm tầng ở tầng 2 và 3 của tòa nhà vào khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1 giờ địa phương. Ngọn lửa hiện đã được kiểm soát. Ủy viên Sở Cứu Hỏa New York, ông Danny Onigro, cho biết cửa căn hộ bị cháy đang mở khi xảy ra vụ việc khiến khói sộc lên tất cả các tầng trong tòa nhà. Các nạn nhân trong vụ việc bị ngạt khói nặng. Ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó bao gồm 9 trẻ em. Trong số hơn 60 người bị thương, khoảng 32 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hỏa tìm thấy nạn nhân tại cầu thang, ở mọi tầng của tòa nhà và đưa họ ra trong tình trạng ngừng tim và ngừng thở. Hơn 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường vụ cháy được thị trường New York. Ông Eric Adam mô tả là một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất tại thành phố này. Nhiều lính cứu hỏa vẫn nỗ lực cứu người dù cạn bình oxy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra nhưng ông Adam cho biết lửa có thể bùng lên từ một máy sưởi bị hỏng. Vụ việc cũng tiếp tục đặt ra câu hỏi về sự an toàn trong các khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Tòa nhà bị cháy đã được xây dựng 50 năm. Đây là vụ hỏa hoạn chết người lớn thứ hai tại một khu dân cư phức hợp ở Mỹ trong vòng một tuần, sau khi 13 người, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà ở công cộng thuộc thành phố Philadelphia vào tuần trước. Video đến đây đã hết. Vì hay và bổ sung, rất mong các bạn để lại lượt like và đăng ký.